này đi chưa về nữa ta? Cảm ơn anh đã qua sửa toilet giùm em. Nghĩ sao vậy? Nó là ai mà nó kêu con mình ở bên nhà nó sửa toilet cho nó chứ? Ngu nữa, kêu cái đi hả? Ủa, mẹ. Gì? Mày làm gì ngồi ở đây? Nè, con ngu vậy hả? Con nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao mà con kêu chi? Con qua nhà nó còn sửa toilet cho nó chứ. Mày đi vừa vừa thôi chứ. Mày làm gì có, con đâu tự qua đâu mẹ. Cô năn nỉ con lắm á, con mới qua đó chứ. Trời ơi, con có còn sĩ diện không? Hả? Con nó ly dị rồi mà. Con giác mặt có bệnh. Trời mẹ ơi, mẹ đừng cổ hủ vậy có được không? Con là con trai, không làm thì ai làm bây giờ? Với thời điểm đó kiếm đâu ra người thời sửa? Hay quá ha, mở miệng ra là bên chậm chạp ha. Con có binh gì đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà. Con nghĩ đi, vì ai mà bây giờ con phải sống chui rút rồi nè, không nhà không cửa ha. Rồi vì ai mà chưa kể nghe, ba con mà biết con ẩm cụ bao bệnh con chi nó thăm nó nghe là con giết con chết luôn á. Thì con nít thì nó cũng cần có mẹ mà mẹ. Chứ lại cu bo cũng là con ruột của cổ mà. Nói hay quá ha, đúng rồi. Nếu vậy là hai đứa sáp lại với nhau đi ha, để cho cu bo có cha có mẹ luôn. Thôi đi mẹ ơi. Thôi thôi cái gì, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi sẽ cho mấy người đi coi mắt. Cô gái này dễ thương lắm, xinh đẹp, giỏi giang, có công ăn chuyện làm hẳn hoi, hơn có con kim chi của ấp của con. Trời ơi mẹ làm cái gì vậy mẹ? Chuyện của con tự giải quyết được. Thôi bây giờ mẹ về mẹ ngủ đi. Bây giờ để con ngủ, sáng mai đi làm sớm nữa đó. Mẹ chưa buồn ngủ, mẹ muốn con nói chuyện với con. Mẹ chưa buồn ngủ thì con buồn ngủ rồi. Mẹ để mẹ nói cho con nghe nè Phúc à. Con buồn ngủ lắm rồi. Thằng, mỗi lần nó đi coi mắt nó giận vậy. Tính nói nó, ghét. Đi. Tôi nói thiệt cho ông, tôi chưa thấy con nào trơ trẽ con Kim Chi đó. Nó chia tay với con mình rồi mà cứ dây dây dưa dưa. Bây giờ sáp lại thì không sáp. Đêm hôm tâm tối vậy á, bắt thằng Phúc qua bệnh sửa cái toilet cho nó, còn được không? Trời ơi trời, bà nói hoài cái chuyện này bà không thấy nhức đầu hả bà? Tôi không biết đầu tôi mới kể cho ông nghe. Ông thấy xót xa khi mà con ông bị người ta chèn ép hay sao? Xót xa cái gì, nó ngu nó ráng nó chịu chứ. Đó là tôi chưa kể còn nhiều chuyện mà ông nghe. Giấu gì? Giấu cái gì? Chắc chắn là giấu cái gì. Bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông đừng có nóng tính nghe. Nói liền. Cách 2 ngày á, thì thằng Phúc phải ẩm cụ bo bệnh cho con Kim Chi nó thăm. Trời ơi, tôi điên à. Thì đó, nhưng mà nói đi phải nói lại, dù sao cụ bo cũng còn nhỏ, mẹ nó cũng nhớ chứ. Nhớ chứ, cái gì ai tạo ra hoàn cảnh này hả? Nó trời, bực quá. Mẹ cụ bo gì qua dạy con này một ai hấp mới được. Cái gì? Ông nó qua bệnh dạy nè. Chứ sao? Bây giờ nó đâu có là con dâu của mình đâu, ông dạy gì? Không phải là con dâu, nhưng mà vì tôi là lớn bằng tuổi cha mẹ nó, dạy nó không được hả? Nhưng mà tôi nói nghe cái chuyện này, nó là phụ nữ, tôi là phụ nữ, nói dễ hơn là ông. Ông yên tâm, tôi qua bên đó, tôi nói một tiếng là nó xếp re liền. Để tôi. Làm gì là? Mệt. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô đừng có quấy rầy thằng con trai tôi nữa nghe. Còn đứa cháu nội nữa, cô bỏ cái ý định mà bắt nó về đi nghe, tôi không cho đâu. Nếu mà cô còn cái ý định đó nghe, đừng trách sao bà dành này không giữ nghe chưa. Mình phải hùng hồn rồi nó mới sợ. Mẹ thằng Phúc, bà nội của Bo nè. Thưa mẹ mới tới. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Dạ. Mùi khét nghẹt vậy. Ôi, trái nhẹ. Trời ơi, khét rồi mẹ ơi, khét rồi sao vậy? Ê, xin xin, nóng nóng, để mẹ đi mẹ. Nóng vậy nè, người ta phải bằng cái này, người ta bắt xuống, để vậy là phỏng tay rồi sao? Bây giờ trời ơi, thiệt tình luôn ạ. Có thịt hay có cái trong cái nồi này phải để lửa riu riu. Mở lửa bự vậy không khét ngủ. Mà con nấu con không nghe mùi khét hay sao? Dạ con có nghe, mà con tưởng là của nhà hàng xóm. Con hậu đậu quá đi con ơi. Tưởng tượng có ngày nhà mình trái như chơi á. Dạ. Cái gì nữa? Chết rồi. Hôm nay con có lịch hẹn phỏng vấn sinh nhật làm mà con quên mất tiêu luôn. Ừ, sinh nhật làm không phải là dễ đâu, đi lẹ để nhà mẹ lo cho. Nhưng mà mẹ. Trời ơi, chuyện bếp núc một tay mẹ lo được. Đi. Vậy mẹ giúp con nha. Ừ, mẹ giúp cho con. Con cảm ơn mẹ. Rồi đi lẹ đi con. Đi lẹ đi. Con đi nha mẹ. Rồi đi. Đóng cửa nẻo đàng hoàng. Dạ. Trời đất ơi. Ông hả? Có chuyện gì? Chuyện gì là sao? Bà nói chuyện cho nó chưa?
Trời ơi, tôi định nói chuyện với nó rồi nó gấp nó đi rồi cái chuyện gì phỏng vấn xin việc làm của nó. Thôi đó, tôi cho thấy quan trọng cho nó đi rồi. Sao mẹ chồng đến mà nó dám bỏ đi như vậy hả? Không có phép tắc gì hết, hổn lắm. Ông yên tâm, nó về tôi nói nó cứ nghe cái hột à. Ha, thôi cúp máy nha. Đi đi đâu mà chờ này cũng chưa thấy về nữa là sao, thiệt tình. Sốt ruột quá đi. Ai gọi đây? Alo, ông hả? Bà làm gì ở đó mà tới giờ còn chưa về nữa hả? Tính ngủ luôn đó hả? Có nói chuyện gì với nó chưa? Ông làm gì mà ông gọi thì chịu, ông gọi biết bao nhiêu cuộc rồi, làm như là chủ nợ đi đòi nợ vậy. Tôi nói là để tôi gặp nó tôi nói chuyện, mà bây giờ nó không có ở nhà. Cứ có về tôi nói được chưa? Bà nói cái kiểu đó thì nó leo lên đầu bà ngồi chứ còn nói chuyện được cái gì nữa. Bà để tôi nói chuyện cho nó liền cho. Không được, không được. Cái chuyện này phụ nữ ta nói dễ hơn, ông đàn ông nói chuyện không có được đâu. Nghe tôi dặn nghe chưa? Không có được xía vô nghe. Ê, ê, hình như nó về tới kìa. Mẹ, sao mẹ còn ở đây không muốn về vậy? Trời ơi, đi vô đây coi, trời đất ơi, cái gì mà. Ôi, ngồi đây, ngồi đi con mẹ. Ngồi đây, ngồi đây. Ôi, bỏ xuống coi. Trời ơi, con gái con đứa có chồng có con rồi mà nhậu nhẹt gì vậy con? Không có nhậu nữa đi cho mẹ. Mẹ để con nhậu đây mà. Nè, mẹ nói cho con biết nha. Mặc dù hai đứa bay ly dị rồi nghe, nhưng mà dù sao tôi cũng là mẹ chồng nghe. Mấy người nghĩ sao mà mấy người công chuyện xong mấy người đi nhậu bỏ tôi đây từ chiều giờ đối xử tôi vậy đó hả? Con đang buồn lắm mẹ. Mẹ để con uống đi. Ôi không có uống nữa con à. Cũng đồng thời là dâu mà đứa thấy thương thấy tội nghiệp gì đâu á. Còn một đứa thì thôi bực mình. Con nghe mẹ nói vậy là con biết mẹ nói ai liền á. Mẹ đang nói tới cái người phụ nữ quyền lực nhất ở trong gia đình mà lúc nào cũng nói là ố khè không? Ok. Lúc nào cũng làm như ra vẻ. Mẹ phải làm cái này, mẹ phải làm cái kia. Mẹ hiểu chưa? Mẹ biết chưa? Ok. Ok. Con nói thiệt với mẹ nha, con thấy vậy là không có được. Làm sao mà họ có thể sống vậy được? Dâu là phải ra dâu, con là phải ra con, mẹ là phải ra mẹ. Nó phải có sự tôn trọng mẹ chứ đúng không mẹ? Làm sao mà có thể lúc nào cũng ra mặt dạy đời mẹ như vậy chứ? Mẹ thấy con nói có đúng không? Mẹ hiểu có ý không? Trời ơi đó, bây giờ con cũng đang lên mặt dạy đời mẹ đây nè. Ôi, con đang diễn tả lại thôi. Con dâu á là phải giống như con nè, đó. Con dâu là phải hiểu ý mẹ chồng. Ha. Con có một món quà dành tặng cho mẹ. Con biết mẹ lúc nào cũng bận rộn với mấy công việc bếp núc ở nhà. Rồi còn một tay là ẩm của bo nữa, đâu có thời gian, đâu có thay nào mà để nghe điện thoại đâu, rất là bất tiện. Nên con đã mua cái ốp điện thoại này cho mẹ để mà đeo lên trên người. Mua này cho mẹ nè. Trời ơi, trời ơi, con nhỏ này nó biết ý tôi ghê. Đúng rồi, có này mẹ đeo toàn tay, cái ai gọi điện thoại mẹ cũng bóc không nghe được. Cảm ơn con. Mẹ thấy con thương mẹ không? Thương, mẹ cũng thương con nữa. Mẹ thương con? Thương. Mẹ thương con nhưng mà giúp con một chuyện nha. Chuyện gì? Nhậu một mình buồn lắm mẹ ơi, con phải có bạn nhậu mới được. Mẹ làm bạn nhậu của con nha. Trời ơi, không có ai đời mà con dâu mà đi mời mẹ chồng nhậu. Nhưng mà mẹ không biết nhậu. Đi mà mẹ, nhậu với con đi. Yo. Ok. Mẹ có biết chưa? Ok. Mẹ có hiểu chưa? Ok. Mẹ phải làm như thế này, mẹ phải làm như thế kia. Ok. Con nhức đầu chỉ quá à. Mẹ đó thì con đừng có nhắc tới, nhắc tới mẹ dị ứng dữ lắm. Ok vô. Ok mẹ. Trời đất ơi Kim Chi. Trời, cái bà này bữa nay rồi bị đặt nhậu nhẹt rồi dắt bạn nhậu về nhà đến làm sao? Quậy dễ sợ. Hello bạn. Bạn đây á là mẹ chồng của mình á. Mẹ chồng của bà hả? Dạ con chào bác. Xin lỗi bác. Ai mà vô nhà mình xin nha. Trịnh trọng giới thiệu với mẹ, đây á là bạn cùng nhà với con. Nhậu bạn. Thôi
Dạ con xin lỗi bác, tại con tưởng bạn của Kim Chi. Mẹ chồng nàng dâu của bác hợp rơ quá ha. Mẹ đừng có lo nha. Từ nay á con sẽ lo cho mẹ từ A tới Z luôn. Vậy sao? Rồi rồi. Đây. Nhà cửa sau nhà mình. Ừ. Mẹ lấy điện thoại ra, mẹ gọi chị xuống đây cho con. Con sẽ xử lý hết cho mẹ luôn. Rồi con định làm cái gì? Con sẽ phục thù cho mẹ. Mẹ gọi chị xuống đây đi, con sẽ phục thù. Cục đá này. Trời ơi. Con sẽ trời vô đầu chị. Trời. Thế nào đầu của chị cũng sưng lên. Trời ơi, trời ơi, không được, không được. Trời ơi. Con kia lấy cái cục này con liền mà rủ có chuyện gì là chết không có được. Cái này không có được. Trời ơi nha. Mẹ ngáp quá à. Mẹ cứ để cho con sẽ lo cho mẹ. Một mình con làm, một mình con chịu trách nhiệm hết. Mẹ biết nhưng mà không có được. Cái này không có được. Trời ơi, cái cục này bự quá, không có được. Con nói mẹ là không sao mà. Cứ để cho con. Không cần gọi nữa. Chị đã về rồi kìa. Mẹ nhìn nha. Mẹ nhìn con phục thù cho mẹ nha mẹ. Mẹ cứ yên tâm, để cho con. Đừng, đừng, con đừng có chọi. Con chết nè. Ai làm cái gì đâu mà lộn. Trời. Đừng lại, đừng lại chạy ra. Đừng lại chết tao yên mình chết. Đừng lại, đừng lại. Đừng lại. Đừng lại, đừng lại. Bà đã dập chổi đá vô đầu người ta. Trời đất ơi bà. Bà định giết tôi phải không? Không có. Xin lỗi. Tôi chọi con mèo. Mèo chỉ vô tình đúng không? Tôi chưa từng thấy trên cái thế giới này có một người vợ nào mà lấy đá chọi chồng. Tôi xin lỗi ông. Tôi nói tôi lỡ tay mà. Lỡ tay cái gì? Bà coi là... À bà nè. Hình như hôm qua tôi thấy có người nào chạy chung với bà đúng không? Có ai đâu, có mình tôi à. Chắc ai vô tình chạy ngang, ông thấy vậy thôi. Chạy ngang cái gì tôi thấy chạy chung với bà rõ ràng mà. Không có. Tôi nói có. Trời đất coi vậy là bà lẫn rồi đó. Bà coi chừng nha, bà xem lại cái đầu óc bộ não của mình. Bị Alzheimer rồi. Bây giờ bà đi khám bệnh đi. Trời ơi, tôi nói tôi vô tình tôi chọi ông thôi. Cái gì mà đi khám bệnh mất trí nhớ vậy nữa. Bà nè. Bà nói chuyện như Kim Chi chưa? Nói rồi. Nói sao? Nó biết ăn năn hối hận rồi. Ừ, vậy được, được. Sáng sớm có người đi thoại. Alo, mẹ nghe nè. Mẹ có sao không? Ba có la mẹ không? Mà ba có sao không mẹ? Ông không có sao hết trơn rồi á. Ông hù vợ mẹ chút thôi. Không sao hết. Mẹ yên tâm, bữa nào á có cơ hội con sẽ phục thù lại cho mẹ nha. Ừ. Nhậu với con vui dễ sợ. Bữa nào hai mẹ con nhậu nữa nha. Nè nè bà. Bà đã nói chuyện với ông Kim Chi phải không? Đâu có nói chuyện. Đưa đưa tôi nói chuyện đó. Đưa đi. Đúng số. Đưa Bảo đưa đây. Điện thoại của tôi mất. Đưa đây. Không. Bảo đưa đây. Không đưa. Đưa. Của tôi. Ây da. Tao gì vậy? Đưa đây.